Lindsay Harker, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1984 ở Anh Quốc. Lindsay là người con thứ hai trong một gia đình có ba chị em. Gia đình Lindsay là một gia đình khá giả, sống tình cảm và khăng khít. Bố mẹ Lindsay là ông Bill và bà Julia. Chị gái Lindsay là Louise và em gái cô ấy là Lisa. Từ bé, Lindsay đã luôn là một cô bé hiền lành, chăm chỉ hay giúp đỡ người khác. Năm 2006, Lindsay tốt nghiệp thủ khoa ngành sinh học của trường đại học Leeds. Cuộc sống của Lindsay đang vô cùng tươi sáng và đầy hứa hẹn. Lindsay là một cô gái có tâm hồn tự do, nên cô muốn dành vài năm tuổi trẻ để trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nước trên thế giới trước khi lập gia đình và có một cuộc sống ổn định. Do đó, sau khi tốt nghiệp đại học, Lindsay quyết định sẽ đến Nhật Bản để dạy tiếng Anh. Bạn trai của Lindsay là Ryan Garside cũng dự định đến Nhật một năm sau đó. Lindsay dễ dàng xin được việc tại trường Kaiwa ở Tokyo, một trong những trường tư thục lớn nhất Nhật Bản. Có vẻ như Lindsay rất nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Cô ấy sống cùng phòng với hai người bạn gái, cũng là giáo viên ở trường. Hàng ngày, Lindsay sẽ đi xe đạp đến ga tàu điện, rồi từ đó bắt tàu điện đến trường và ngược lại. Lindsay thường xuyên liên lạc với gia đình của cô ấy ở Anh Quốc và cô chia sẻ với họ những bức hình cô chụp lại hàng ngày về cuộc sống và con người Nhật Bản. Lindsay rõ ràng đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống mới của cô ấy ở đây. Thế nhưng, niềm hạnh phúc của Lindsay đã không được dài lâu. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2007, Lindsay chào tạm biệt hai người bạn cùng phòng rồi ra khỏi nhà cùng với cặp sách và tài liệu giảng dạy của cô ấy. Nhưng Lindsay đã không bao giờ trở lại. Chiều ngày 26 tháng 3, cha mẹ của Lindsay nhận được một cuộc gọi từ nhân viên trường nói rằng Lindsay đã không đi dạy trong hai ngày liên tiếp. Hóa ra, bạn cùng phòng đã gọi điện báo cho cảnh sát vào đêm hôm trước khi Lindsay không về nhà, nhưng vì một lý do nào đó, cảnh sát vẫn chưa mở hồ sơ điều tra. Khỏi phải nói, gia đình Lindsay đã hoảng loạn thế nào khi họ biết tin. Cha của Lindsay vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất đến Tokyo và ông ấy liên lạc với Ryan, bạn trai của Lindsay. Khi biết tin, Ryan khựng lại và lập tức nhớ về câu chuyện Lindsay kể với anh ấy 6 ngày trước đó. Đó là ngày 20 tháng 3 năm 2007. Lindsay đang bắt tàu về nhà thì có một người đàn ông lạ mặt tiếp cận cô ấy. Anh ta tự giới thiệu, anh ta là học sinh của Lindsay. Nhưng Lindsay nhớ rõ mặt học sinh của mình và cô ấy biết chắc người đàn ông này không phải là một trong số họ. Dù vậy, Lindsay vẫn lịch sự chào xã giao và nhìn đi chỗ khác. Vì một lý do nào đó, người đàn ông này khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái. Lindsay xuống tàu và đạp xe đạp về nhà như thường lệ. Nhưng khi sắp về đến nhà, cô ấy vô tình ngoảnh lại và nhận ra người đàn ông kia đang ở ngay sau cô ấy. Hóa ra, anh ta đã chạy bộ theo cô ấy về nhà. Người đàn ông đó chạy lại gần và nói rằng anh ta sắp đi du học nên muốn học thêm tiếng Anh. Anh ta hỏi liệu Lindsay có thể kèm gia sư cho anh ta một vài buổi hay không. Trong lòng Lindsay có phần hoảng sợ, nhưng cô ấy vẫn cố gắng trấn tĩnh. Có lẽ cô ấy quá lo. Có lẽ anh ta chỉ là một học sinh muốn học thêm tiếng Anh. Lúc này, cả hai người đã về đến căn hộ của Lindsay. Người đàn ông nói rằng anh ta khát nước quá, liệu anh ta có thể vào nhà xin ngụm nước rồi hai người cùng bàn về lịch học được không? Lindsay hơi lưỡng lự, nhưng cô biết là hai người bạn cùng phòng của mình cũng đang ở nhà, nên đã mời anh ta vào. Sau khi chào hỏi qua loa hai người bạn cùng phòng của Lindsay, người đàn ông ngồi xuống nói chuyện với Lindsay ở phòng khách. Lindsay đồng ý dạy tiếng Anh cho anh ta ở một quán cà phê. Trong lòng cô thầm nghĩ, đó là một nơi đông người, làm sao có thể có chuyện gì được. Trong khi nói chuyện, người đàn ông đã vẽ một bản phác thảo khuôn mặt của Lindsay và ghi tên, số điện thoại và địa chỉ email của anh ta lên đó. Người đàn ông đó là Tatsuya Ichihashi. Buổi học đầu tiên của Lindsay với Ichihashi là vào ngày 25 tháng 3 năm 2007 tại một quán cà phê gần ga xe lửa. Ngày hôm trước đó, Lindsay đã gửi một tin nhắn cho bạn trai ở Anh Quốc, nói rằng anh ấy đừng quá lo lắng về người đàn ông chạy theo cô ấy về nhà. Anh ta chỉ là một người kỳ quặc. Họ học ở một quán cà phê nên sẽ ổn cả thôi. Lindsay đã nhầm to. Sau khi cảnh sát nhận được thông tin, họ đã kiểm tra camera an ninh của quán cà phê và dễ dàng nhìn thấy Lindsay đi cùng Ichihashi vào quán. Lindsay có vẻ lo lắng và lúng túng, cô ấy liên tục chạm vào tóc mình. Hai người ngồi học trong khoảng 50 phút. Sau đó, Ichihashi có vẻ đang lục lọi khắp các túi mà không tìm thấy cái gì đó. Khoảng 10 giờ sáng, hai người rời đi và cùng nhau lên một chiếc taxi. Lúc này, cảnh sát đã biết được Ichihashi là người cuối cùng nhìn thấy Lindsay. 8 giờ tối ngày 26 tháng 3, 9 viên cảnh sát đã tìm đến căn hộ của Ichihashi.
Cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm đứng dưới tầng trệt, một nhóm đến gõ cửa phòng của hắn ta ở tầng 4. Tuy nhiên, sau khi mở cửa, trước sự bất ngờ của cảnh sát, Ichihashi đã lao khỏi căn hộ và thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Hắn đi chân trần, mang theo một chiếc ba lô và chạy theo hướng đường thoát hiểm của khu căn hộ. Cảnh sát chạy theo sau, nhưng đã không kịp, Ichihashi chạy quá nhanh. Không ai trong số các cảnh sát có bộ đàm, vì vậy nhóm cảnh sát ở tầng 4 đã không thể báo động cho nhóm cảnh sát ở dưới đất. Do đó, khi xuống tầng trệt, Ichihashi lại một lần nữa trốn được nhóm cảnh sát đang đứng đợi bằng cách chạy qua những con đường ngoằn ngoèo. Cảnh sát đành bất lực nhìn Ichihashi tẩu thoát. Cảnh sát kiểm tra căn hộ của Ichihashi. Căn nhà lộn xộn, đồ đạc phụ nữ vung vãi khắp nơi. Cảnh sát để ý thấy chiếc túi sách của Lindsay nằm ở một góc nhà, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi bước ra ban công, cảnh sát đã khám phá ra một cảnh tượng kinh hoàng. Ichihashi đã di chuyển chiếc bồn tắm ra ban công. Khi cảnh sát tiến lại gần, họ thấy trong bồn tắm chứa đầy đất và cát trộn lẫn. Một bàn tay trắng nhỏ nhô ra khỏi bồn tắm. Đó là xác của Lindsay Hawker. Cơ thể trần truồng của Lindsay được mang ra khỏi bồn tắm. Miệng cô ấy bị bịt bằng một chiếc khăn quàng cổ, trong khi tay chân cô ấy bị trói chặt bằng dây làm vườn. Trên người Lindsay phủ đầy các vết bầm tím, chứng tỏ cô ấy đã phải chịu đựng một cuộc tấn công man dợ kéo dài. Bên má trái của Lindsay có một vết bầm cỡ quả trứng, chứng tỏ cô ấy đã bị đấm thẳng liên tục vào mặt. Các vết bầm tím khác trên người cô ấy cho thấy cô ấy đã bị đạp và ngã vào đồ đạc ở trong nhà. Lindsay đã bị bóp cổ dã man, đến nỗi xương sụn ở cổ của cô ấy đã bị bóp gãy. Đầu Lindsay bị cạo chọc và tóc của cô ấy được đặt trong một chiếc túi nhựa. 3 giờ sáng ngày 27 tháng 3, bố mẹ Lindsay nhận được tin tức đáng sợ nhất của bất cứ bố mẹ nào. Thi thể của Lindsay đã được tìm thấy. Chuyến đi để đi tìm con gái của người cha đã trở thành chuyến đi để xác định hài cốt con mình. Cảnh sát bắt đầu nhìn vào hồ sơ của Ichihashi. Ichihashi 28 tuổi, sống một mình trong một căn hộ 3 phòng ngủ mà cha mẹ anh ta mua cho ở quận Uchiba, ngoại ô phía đông thành phố Tokyo. Cha mẹ Ichihashi là những người thành đạt và giàu có. Mẹ anh ta là nha sĩ, còn cha anh ta là bác sĩ phẫu thuật. Dù vậy, từ bé, Ichihashi đã là một sự thất vọng của cha mẹ. Anh ta chưa bao giờ tìm được một công việc ổn định, và dù đã 28 tuổi, anh ta vẫn phải sống nhờ tiền chu cấp hàng tháng của cha mẹ. Ichihashi sống đơn độc, không có bạn bè và yêu thích truyện tranh bạo lực. Anh ta cũng từng bị bắt vì tội dình dập và hành hung phụ nữ. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Ichihashi có một người bạn gái, nhưng họ yêu xa và chỉ gặp nhau vài lần một tháng. Ichihashi cũng được cho là bị nghiện tập thể dục. Anh ta thường xuyên đi tập gym và luyện chạy bộ. Có lẽ đó là lý do vì sao anh ta có thể chạy theo Lindsay khi cô ấy đạp xe về nhà vào ngày 20 tháng 3. Sau buổi học vào ngày 25 tháng 3, Ichihashi giả bộ là để quên tiền ở nhà, nên anh ta đã thuyết phục Lindsay lên taxi với anh ta để về nhà lấy tiền. Lindsay đã bảo người tài xế taxi đợi cô ấy vài phút trong khi cô ấy theo Ichihashi lên nhà lấy tiền. Tuy nhiên, 7 phút sau, cô ấy vẫn không quay lại, nên người lái xe taxi đã rời đi. Áp phích truy nã có hình ảnh của Ichihashi đã tràn ngập khắp Tokyo. Tin tức về vụ sát hại được phát sóng khắp các kênh tin tức trong nước và quốc tế. Cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp cho họ thông tin dù là nhỏ nhất để có thể bắt được tên tội phạm nguy hiểm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nhận được khoảng 8.000 tin báo. Các nhà điều tra đã theo các nguồn tin đến kiểm tra khu phố đèn đỏ, nhà nghỉ, khách sạn, nhưng cuộc điều tra vẫn không đi đến đâu. Nhiều tháng trôi qua, dường như Ichihashi đã biến mất vào không trung. Trong khi đó, trên các trang mạng bắt đầu xuất hiện các fan club tôn vinh tên giết người bệnh hoạn. Họ ca ngợi Ichihashi là một người hùng, một kẻ sống ngoài pháp luật và thách thức cảnh sát. Nhóm người hâm mộ ca ngợi Ichihashi là tội phạm đẹp trai nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được rằng khuôn mặt ấy đã không còn nữa. Hóa ra, Ichihashi đang sống chui lủi giữa các khu nhà trọ ở Ibikari, phía tây bắc của Tokyo. Khi anh ta thấy khuôn mặt của mình dán trên lệnh truy nã ở khắp nơi, Ichihashi đã làm mọi cách để tránh camera an ninh. Anh ta thường xuyên thay đổi chỗ ở và đeo kính, tóc giả và khẩu trang để ngụy trang. Nhưng Ichihashi biết rằng những điều này vẫn chưa đủ. Anh ta bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ và táo bạo: tự làm phẫu thuật trên chính khuôn mặt của mình. Ichihashi đã mua một hộp đồ y tế rồi cắt bỏ một nốt ruồi lớn trên má bên trái. Sau đó, anh ta dùng kéo cắt bớt môi dưới để làm nó trông nhỏ lại. Ichihashi đã không thể hoàn thành việc này trong lần đầu vì quá đau đớn, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Vài ngày sau, Ichihashi đã hoàn thành cuộc tự phẫu thuật trong một phòng tắm công cộng.
Ichihashi cũng đã dùng kim chỉ để khâu cho mũi hẹp lại. Nhưng có vẻ phẫu thuật mũi không dễ như cắt môi. Lúc này, anh ta buộc phải nghĩ ra một kế hoạch khác. Anh ta cần có một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đàng hoàng. Nhưng để làm điều này, Ichihashi cần tiền. Anh ta bèn lấy tên tuổi và địa chỉ của một người đàn ông đã chết để xin làm phụ hồ cho một công ty xây dựng ở Osaka. Dù đồng nghiệp của Ichihashi đều thấy anh ta là một kẻ lập dị và kỳ quặc, nhưng họ cũng không bao giờ nghi ngờ gì. Trong khi cảnh sát đang truy lùng ở khắp nơi, Ichihashi đã làm việc ổn định ở công ty xây dựng trong 13 tháng và anh ta tiết kiệm được khoảng 1 triệu yên. Cuối cùng, Ichihashi cũng đã dành đủ tiền để phẫu thuật mũi cho mũi dài và cao hơn. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng Ichihashi vẫn chưa hài lòng. Anh ta muốn sửa lại toàn bộ khuôn mặt. 2 năm sau khi vụ án xảy ra, vào ngày 24 tháng 10 năm 2009, Ichihashi lại đến một bệnh viện thẩm mỹ ở Nagoya để làm phẫu thuật môi và cắt mí mắt. Trong khi làm thủ tục giấy tờ, nhân viên bệnh viện để ý thấy một vết sẹo lớn ở trên má của Ichihashi. Đó là vết sẹo sau khi anh ta tự cắt bỏ nốt ruồi. Các nhân viên ở đây cũng hơi ngờ ngợ. Sau khi Ichihashi đồng ý chụp hình để so sánh sự thay đổi của khuôn mặt trước và sau phẫu thuật, các nhân viên bệnh viện đã nhận ra khuôn mặt anh ta trông rất giống với kẻ đang bị truy nã toàn quốc. Họ lập tức gọi điện báo cho cảnh sát. Nhưng Ichihashi là một tên tội phạm có linh tính tốt. Sau khi hắn cảm nhận được sự nghi ngờ của nhân viên bệnh viện, hắn đã lập tức nghỉ việc và bắt phà đến Okinawa để ẩn náu. Tuy nhiên, lần này, cảnh sát đã tóm được hắn ngay tại bến phà. Ichihashi biết rằng anh ta đã không còn đường chạy nên đã cúi đầu theo cảnh sát về đồn. Ichihashi đã nhanh chóng nhận tội. Hắn tình cờ thấy Linji trên tàu điện và đã âm thầm theo dõi cô ấy trong nhiều tháng trời trước khi quyết định tiếp cận cô ấy vào ngày 20 tháng 3. Sau khi lừa được Linji lên căn hộ của mình để lấy tiền học phí, Ichihashi đã lôi cô ấy vào phòng và cưỡng hiếp cô ấy. Linji đã chiến đấu chống trả với tất cả những gì cô ấy có, nhưng cô ấy đã không thể tránh khỏi một cái kết đầy đau đớn và bi kịch. Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ichihashi bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá vào năm 2022. Trong khi chờ án, Ichihashi đã viết một quyển sách có tựa đề Cho đến khi bị bắt. Trong đó, hắn mô tả thời gian 2 năm chạy trốn cảnh sát và những điều hắn bất chấp làm để thay đổi diện mạo. Cuốn sách đã bán được hơn 100.000 bản và Ichihashi nói rằng hắn ta muốn chuyển tiền bán sách cho gia đình Linji, nhưng gia đình cô ấy đã từ chối. Gia đình Linji nói rằng họ biết ơn vì vụ án đã khép lại và công lý đã được thực thi, nhưng họ đã mất Linji mãi mãi. Sau bao mất mát và đau thương, mọi người cũng chỉ có thể cầu mong cho linh hồn Linji được yên nghỉ và cầu mong cho nỗi đau của người thân cô ấy, dù không thể biến mất, sẽ phần nào nguôi ngoai.